Hello mọi người, thì do mọi người thắc mắc nhiều quá thì hôm nay em sẽ lên một cái clip so sánh giữa cái dây tăng đơ và cái dây thun mà mọi người hay xài ở trên xe máy nha. Trước tiên em sẽ lấy cái dây thun này em test cho một cái thùng 35 kg ở trên xe máy nha. Rồi ok, cùng em chằng trên xe máy nha mọi người. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ chằng nha. Chằng như cái cách mà mọi người hay xài nè. Đấy, thì em chằng một cái kiểu mà ai cũng xài bằng cái dây thun đó. Đấy. Rồi ha, mọi người nghĩ nó đã chắc chưa? Ok chưa? Mọi người nghĩ nó đã chắc chưa mọi người? Em ngồi lên xe máy nha. Ví dụ như mọi người đi giữa đường mọi người rung nha. Nha. Ok chưa? Thấy không? Mọi người đó, mọi người thấy nó chắc không? Đấy, không hề chắc một chút nào nha mọi người. Đúng không? Rồi, tiếp theo nè. Đây là cái dây tăng đơ nha mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ chằng trên xe máy đúng y chang như cái dây ràng hồi nãy mọi người chằng luôn để xem cái độ chắc chắn của nó so với dây ràng nha. Mình đi dây giúp nha mọi người. Đấy. Mình đi dây làm đi dây y chang dây thun luôn. Đây. Mình đi dây rất nhanh nha. Và cái phần này nè, cái phần tăng đơ này mình lấy cái móc mình móc vô thôi mọi người. Nha. Và mình chọt cái khe vào khe nè. Đấy, và lật lên phía trên nè và kéo nè. Đó, thì cái việc còn lại của mình là chỉ là lắc thôi. Đấy, không cần phải dùng một cái chút lực gì nữa. Đó, lắc tầm 4-5 cái thôi nè mọi người nhìn nè. Nha. Đó, bao chắc luôn nha. Đây. Đó mọi người thấy coi, mọi người đi xe không bao giờ mà có thể đổ vỡ được. Thì em sẽ nêu lên được những cái nhược điểm và ưu điểm cho mọi người nha. Đó mọi người tùy theo cái video mọi người có thể bấm vào link dưới mà mua hàng mọi người ơi. Thật sự rất là rẻ, rất là đẹp luôn mọi người.